choáng ngợp với những skin mới của vũ trụ thánh chiến siêu công nghệ. Janna, Narsus, Camille, Lucian là những tướng tiếp theo xuất hiện trong vũ trụ thánh chiến siêu công nghệ. Theo clip Riot vừa giới thiệu, những skin mới này được thiết kế khá giống với những thành viên trước như Kale, thiên sứ công nghệ, Kai'Sa, thiên sứ tương lai hay Miss Fortune, nữ thần không gian. Đây là dòng skin lâu đời khi lần đầu tiên xuất hiện từ 2013, nhưng từ trước tới nay được ra mắt khá riêng lẻ và không tạo được ấn tượng. Vì thế Riot một lần nữa khẳng định đây là một vũ trụ skin đáng chú ý khi đồng loạt giới thiệu 4 thành viên mới. Với đặc trưng là những bộ giáp tối tân, đôi cánh giàu năng lượng và vũ khí có khả năng biến đổi đa dạng, thiên sứ siêu công nghệ được cho là những chiến binh tới từ các vũ trụ tương lai, nơi các cuộc chiến tranh diễn ra liên miên. Trước đây, những thành viên thánh chiến siêu công nghệ đều không có mối liên kết chặt chẽ với nhau, mỗi người đều có cuộc chiến riêng. Nhưng 4 thành viên mới nhất của vũ trụ này đều cùng nhau sát cánh chiến đấu chống lại kẻ thù từ một chủng tộc chưa xác định. Dù chung vũ trụ, nhưng 4 skin này sẽ được đặt tên khác nhau, thể hiện rõ vai trò cùng sức mạnh từng thành viên. Trong đó, Janna được ưu ái với thêm một phiên bản hàng hiệu. Các skin thánh chiến siêu công nghệ sẽ xuất hiện trên BBE cùng ưu điên làm lại từ ngày 10 tháng 8, dự kiến cập bến máy chủ chính thức trong 12.16.